Sáng ngày 7 tháng 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú tổ chức hội thi rung chuông vàng với chủ đề phòng chống ma túy năm 2024. Tại hội thi, 54 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Các thí sinh đã trải qua 25 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến luật phòng chống ma túy năm 2021, như về các quy định pháp luật hiện hành đối với việc mua bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, các tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống cộng đồng. Kết quả, em Lê Tuấn Kiệt, học sinh lớp 8A3 trường trung học cơ sở Vĩnh Hội Đông đã xuất sắc giành giải nhất. Em Võ Ngọc Mỹ, học sinh lớp 7A4 trường trung học cơ sở trung học phổ thông Long Bình đạt giải nhì. Và em Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 7A4 trường trung học cơ sở Vĩnh Hậu đạt giải ba. Hội thi góp phần trang bị cho các em học sinh các kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, tránh tệ nạn xã hội và truyền tải đến các em thông điệp ý nghĩa, giá trị cuộc sống an toàn.